Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tập trung xác minh, vừa qua Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ đã làm rõ đối tượng cây tai nạn khiến ông Lương Văn Kiểu, sinh năm 1944, trú tại thôn Ninh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2019, tại km 32-400, quốc lộ 38B, thuộc địa phận thôn Phù Oanh, xã Nhật Tân, ông Kiểu, đang điều khiển xe đạp theo hướng từ thị trấn Vương đi thành phố Hưng Yên thì bất ngờ bị một phương tiện đâm từ phía sau khiến ông bị thương nặng, ngất tại chỗ, được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đối tượng sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo về vụ tai nạn, Công an huyện Tiên Lữ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập các thông tin liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào lúc sáng sớm, ít nhân chứng nên công tác xác minh truy tìm đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Để nhanh chóng xác định đối tượng, Công an huyện Tiên Lữ đã tập trung lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vận động người dân tích cực phối hợp cung cấp thông tin về đối tượng và phương tiện gây tai nạn. Đến ngày 9 tháng 12 năm 2019, Công an huyện Tiên Lữ đã xác định được đối tượng gây tai nạn cho ông Kiểu là Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1996, trú tại thôn 6, xã Hạ Lễ, huyện Ân Thi. Phương tiện thành điều khiển gây tai nạn là xe mô tô hiệu Yamaha Exeter biển kiểm soát 89B162245. Tại cơ quan điều tra, Thanh đã thừa nhận việc mình gây tai nạn cho ông Kiểu, sau đó bỏ trốn. Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh làm rõ.